Ngọc Thủy thân ái kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, bây giờ là chương trình tin tức địa phương. Sau đây kính mời quý khán thính giả cùng theo dõi. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Lê Yến. Số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiepyen.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây saffron. Mới đầu là những tin liên quan đến Atlanta, tiếp tục điều tra cái chết của ông bà DeMond. Ông Howard Seals, cảnh sát quận Portman, cho đài truyền hình Fox 5 biết rằng vào ngày thứ Bảy 6 tháng 5 vừa qua là đúng 9 năm kể từ khi nhà chức trách tìm thấy thi hài không đầu của ông Russell DeMond, 88 tuổi thưa quý vị, và thi hài của bà Shirley trong hồ O'Connor bị đè nén bằng gạch đá. Từ đó cho đến nay, bất kể những nỗ lực điều tra của nhà chức trách, nghi can vẫn lẩn trốn. Hồ sơ tại nhà cảnh sát ghi rằng, ngày 6 tháng 5 năm 2014, một người hàng xóm đến nhà của gia đình ông DeMond vì họ vắng mặt trong bữa tiệc Kentucky Derby. Và người này đã nhìn thấy thi hài bị mất đầu của ông Russell nằm trên sàn nhà để xe. Các nhà điều tra nói rằng có vết đạn bắn trên cổ áo của ông. 10 ngày sau, thi hài của bà Shirley được tìm thấy ở hồ O'Connor. Căn nhà không bị xáo trộn, không bị ăn cắp bất cứ món gì. Gia đình DeMond không có kẻ thù, không dùng điện thoại di động, không dùng Internet. Các con của họ không thừa kế nhiều của cải của cha mẹ. Mọi người đều hợp tác trong cuộc điều tra. Và suốt 6 tháng qua, nha cảnh sát quận Portman đã thu nhập nhiều bằng chứng mang đến phòng thí nghiệm tại Houston, thu thập kết quả pháp y và chờ văn phòng FBI kiểm chứng. Các nhà điều tra vẫn đang theo dõi và tìm kiếm những bằng chứng có liên quan đến vụ án khủng khiếp nói trên. Họ yêu cầu công chúng hợp tác và giúp đỡ để mang lại công lý cho gia đình ông DeMond. Tin cho biết miễn truy tố ít nhất 8 đại cử tri giả mạo của đảng Cộng Hòa. Vị chánh công tố đang điều tra khả năng can thiệp bất hợp pháp vào cuộc bầu cử năm 2020 ở Georgia đã đồng ý thỏa thuận miễn truy tố ít nhất 8 đại cử tri giả mạo của đảng Cộng Hòa. Những người đã ký giấy chứng nhận sai sự thật rằng Tổng thống khi đó là Donald Trump đã giành chiến thắng ở Georgia. Luật sư bào chữa Kimberly DeBrow tiết lộ sự tồn tại của các thỏa thuận miễn truy tố này trong hồ sơ tòa án vào hôm thứ Sáu, nói rằng 8 thân chủ của bà đã chấp nhận thỏa thuận vào tháng trước. Tháng 7 năm ngoái, chánh công tố là Fannie Willis của quận Fulton tiết lộ mỗi người trong số 16 đại cử tri giả của tiểu bang đều là mục tiêu của cuộc điều tra nhằm tìm hiểu xem cựu Tổng thống Trump và các đồng minh của ông có phạm tội gì hay không khi cố gắng lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử. 16 đại cử tri giả đã gặp nhau tại điện Capitol của tiểu bang vào ngày 14 tháng 12 năm 2020 và ký vào một giấy chứng nhận tuyên bố sai sự thật rằng ông Trump đã thắng trong cuộc bầu cử tổng thống ở tiểu bang và tuyên bố họ là những đại cử tri được bầu hợp lệ và đủ tư cách của Georgia. Tin tức về các thỏa thuận miễn truy tố cho thấy chánh công tố Willis vẫn đang tiếp tục công việc khi bà chuẩn bị đưa ra quyết định về việc có nên truy tố vào mùa hè này hay không. Trong những bức thư gửi tới các cơ quan công lực vào cuối tháng trước, bà khuyên họ nên chuẩn bị an ninh đầy đủ khi bà dự định công bố các quyết định buộc tội, có thể từ giữa tháng 7 đến đầu tháng 9. Trong khi đó, thì nhóm pháp lý của cựu Tổng thống Trump ở Georgia vào tháng 3 đã đệ trình một kiến nghị tìm cách hủy bỏ báo cáo của đại bồi thẩm đoàn đặc biệt và bất kỳ bằng chứng nào liên quan đến cuộc điều tra, cũng như cấm chánh công tố Willis tiếp tục tham gia vào vụ án. Sang qua bản tin cho biết, cảnh báo về vụ lừa đảo liên quan đến máy ATM Bitcoin. Văn phòng cảnh sát trưởng quận Cherokee đã đưa ra cảnh báo vào thứ Năm về một vụ lừa đảo liên quan đến máy ATM Bitcoin. Các thiết bị này đổi tiền mặt thành tiền điện tử, hiện tương đối mới và được đặt bên trong các trạm xăng trên khắp Metro Atlanta. Đại úy Jay Baker cho biết,
những kẻ lừa đảo đang sử dụng những chiếc máy này để lấy tiền của nạn nhân. Thứ năm tuần trước, một người phụ nữ cho hay bà đã bị lừa 15.000 Mỹ Kim sau khi rút tiền từ tài khoản ngân hàng của mình và chuyển nó thành Bitcoin, sử dụng một máy ATM tại Texaco ở Arkansas. Vào ngày hôm sau, thì một phụ nữ khác báo mất 12.000 Mỹ Kim sau khi làm điều tương tự tại một máy ATM tại Chevron ở Woodstock. Thông thường, kẻ lừa đảo gọi điện hoặc gửi thông báo hiện trên máy tính của nạn nhân, cảnh báo những thông tin quan trọng như là số an sinh xã hội đã bị xâm phạm. Đại úy Baker cho biết, kẻ lừa đảo sau đó sử dụng chiến thuật hù dọa cho đến khi nạn nhân gửi tiền vào bất kỳ máy Bitcoin nào mà bọn chúng yêu cầu. Và ông cho hay là những nghi phạm này đưa ra những thông tin rất thuyết phục. Bọn chúng khiến cho nạn nhân rất lo lắng. Họ cảm thấy như mình đang gặp rắc rối và phải khắc phục tình hình bằng cách chuyển tiền. Khi nạn nhân gửi hình ảnh biên lai cho kẻ lừa đảo, số tiền cũng sẽ biến mất vì biên lai có tất cả thông tin mà kẻ lừa đảo cần để lấy cắp tiền. Đại úy Baker cho biết, hầu như không thể bắt được những kẻ lừa đảo vì chúng thường không ở Hoa Kỳ và tiền điện tử cũng khó theo dõi. Hiện các máy ATM Bitcoin đã dán cảnh báo cho hay rằng nếu nhận được cuộc gọi từ ai đó yêu cầu thanh toán bằng Bitcoin thì đó có thể là một vụ lừa đảo. Và tin tiếp theo, thị trấn Ranger chỉ hơn 100 dân ở phía bắc Georgia bị giải thể. Thống đốc Brian Kemp đã ký một dự luật vào đầu tuần trước loại bỏ quy chế thị trấn đối với Ranger ở quận Gordon. Dân biểu Mark Barton, Jason Ridley và Richard Spurs đều thuộc đảng Cộng Hòa, lần đầu tiên đưa ra HB 773 ra trước Quốc hội vào tháng 3. Theo dữ liệu điều tra dân số, thị trấn Ranger có tổng dân số là 107 người vào năm 2021. Quy chế thị trấn đã được trao cho Ranger vào tháng 4 năm 1979. Dân biểu Barton cho biết, nhiều cư dân đã không được chính quyền thị trấn hỗ trợ, và bản thân ông từ một năm nay cũng không liên lạc được với giới chức nơi đây. Chính quyền quận Gordon cho biết là giờ đây họ sẽ tiếp tục quản việc cung cấp các dịch vụ của chính phủ cho người dân tại thị trấn Ranger. Các giới chức của quận đã đến Ranger sau khi dự luật được thông qua và gặp thị trưởng cũng như là thư ký. Cả hai đã trao hết tài liệu của chính quyền cho quận Gordon. Trợ lý điều hành Kate King cho biết, quận Gordon giờ đây sẽ cung cấp các dịch vụ của chính phủ cho cộng đồng này và sẽ có nhân viên đến vào tuần tới. Dự kiến một buổi họp cộng đồng sẽ được quận Gordon tổ chức tại Ranger Community Center để cập nhật cho cư dân về quá trình chuyển đổi. Phong tỏa đường Kimball Bridge một năm để thay cây cầu mới. Tin cho biết giai đoạn tiếp theo trong kế hoạch thay đổi cầu Georgia 400 đang được tiến hành. Vì thế, chính quyền địa phương sẽ phong tỏa đường Kimball Bridge khoảng một năm, trong lúc các nhân viên bắt đầu làm việc. Đây là một phần trong dự án Georgia 400 Express Lane để xây dựng những con đường siêu xa lộ dài 16 dặm, tính từ trạm North Spring của Motor, cơ quan điều hành giao thông nhanh ở quận Fulton, đến phía bắc đường McFarland ở Forsyth. Trong khi dự án thay thế, cây cầu mới có thể bổ sung thêm hai làn đường cho mỗi hướng, cộng thêm dải phân cách ở giữa và lề đường ở hai bên, bao gồm hệ thống đèn chiếu sáng tốt hơn đi kèm với những điều liên quan đến việc trang trí. Dự án xây dựng dự kiến kéo dài ít nhất là 12 tháng, vì thế phải đóng cửa đường Kimball Bridge, khoảng giữa đường North Point và đường North Winds. Bộ Giao thông Vận tải Georgia thiết lập tuyến đường mới tại đường North Point hoặc đường North Winds đi vòng sang đường Old Milton hoặc đường Hand Bridge trong thời gian khu vực này bị phong tỏa. Và những làn đường trên cầu Georgia 400 sẽ bị thu hẹp. Cư dân tại thành phố Alpharetta nên chú ý tìm những đường khác, đồng thời cần giảm tốc độ khi đi ngang nơi có công nhân xây dựng đang làm việc, kể từ ngày thứ Hai, 8 tháng 5.